Xin chào các bạn, tôi là FasTracKids Bao Lam. Tôi 6 tuổi, tôi sống ở Việt Nam. Ở lớp FasTracKids tôi được làm quen với rất nhiều bạn mới. Và tôi còn được học rất nhiều điều thú vị. Tôi được học ví dụ như là môn sinh vật học, môn mục tiêu và những bài học từ cuộc sống. Tôi còn được là môn sáng tạo. Tôi được làm một cái thùy lắc, tôi được làm cái trống để mang về chơi. Tôi được thuyết trình, tôi được làm việc nhóm và tôi tự giải quyết khó khăn của mình. Trách nhiệm của trẻ em làm việc nhỏ là ví dụ như quét nhà, lau nhà, gấp quần áo, tự tắm, tự học bài và tự đi ngủ. Tôi yêu